shop bếpgấu.com chữ chính làm nên thương hiệu. Shop bếpgấu.com có rất nhiều loại vòng quay dễ chơi dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em, là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Nếu các bạn có vấn đề trục trặc, các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên fanpage bếpgấu.19 follow hoặc nick Facebook Phạm Trung Hoàng. Shop bếpgấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Ủa cái đá nó chơi cho thêm người không? Cho mày mời đấy, mày mời đấy. Không nghe được tiền cộng là dở anh em à. Rồi rồi, mày mời thêm nha, thằng Hy Khang, hay là mày mời thêm thằng gì? Thằng Tuấn Kiệt vào luôn cho đủ bộ đi. Mời, bây giờ mày mời luôn cho thằng nó dễ. Mày nhảy vào xuống like đi nè mày. Mời đây, mày mời đây. Mày mời cá họ cho mày vào luôn đi. Mời đấy. Mời đấy. Anh cho mày mời thằng nào mày bắn hay nhất WZ vào, anh coi coi. Vào cùng trải nghiệm gen của chung đoàn trưởng nào. Để mày muối vô. Trời ơi, mày hết chuyện mày mời con muối. Trời ơi là trời, tao lạy mày. Trời ơi là trời. Muối nào mà muối giả mặn. Thọ nó mặc đồ con cọp kìa. Đúng rồi, con muối mặc đồ con cọp, đúng rồi. Con khỉ thường thường ăn thì con cọp lắm. Ủa con cọp thường ăn thì trời ơi là trời, tao lạy mày. Tưởng đâu mày hay ho lắm. Rồi bây giờ vô chưa? Hả? Vô đây. Bây giờ chơi mấy gián, chơi một gián một đúng không? Rồi nhá, 1 gián lấy tất 1 luôn. Là bây giờ cuối cùng là cho chơi mấy gián nó đi. Nói đây. Không được, tối thiểu là 2 gián thôi nha. Ok, lẹ được đi chưa? Đẹp Rồi. Nè, cấm đảo thừa mạng lắc nha. Đi chung nha, đi chung anh em. Có còn anh chị giúp không? Không. Nhà dài có người nè. Bên nè. Dưới đây nè, 45 viên nè. Nhà dài có người nè anh em à. Hello. Đây trước mặt nè. Chuẩn bị sẵn luôn nè. Chuẩn bị chết. Bắn ở đây nè, số 4. Nó chết rồi. Đưa em cái mini đi chị muối. Mày đi săn đi MC, mày sợ cái gì MC, mày nè. Sợ gì vậy? Mày gì bắn đi thôi. Mày sợ gì MC? Mày tả ra mày đi săn vô con cọp tao coi coi. Hả? Mày bắn vô con mèo kiểu này thôi chứ. Mày bắn vô WC với gấu coi. Không có thủ rồi, sen bằng mà mặt chậm thôi. Bắn gì mà như con mèo thôi. Chào anh em mới vào nha anh em nha. Sợ mất tiền à? Không phải sợ mất tiền. Nhưng mà ban danh WG mà đi trốn nhục quá, hiểu không? Trốn là mày trốn rồi. Đi săn nè. Người ta đi săn thì nãy giờ chứ đi trốn lại ông á. Ê đây nè trời. Mày lão. Ồ ồ. Má gạt con sống rồi thôi. Bắn thử tên nhà dài, tên kia con người nha. Hôm nay hơi cảm nha. Hôm nay hơi cảm đấy. Tên nhà dài lúc tên kia anh. Còn ăn tánh. Thử lâu rồi chưa kèo với MC ta. Lâu rồi chưa kèo với MC là số 4 ta. Chơi không, chơi không. Chơi không. Nãy em bắn mà em cứ xin nha. Hello Phạm Minh Quang nha, hello Đạt Yêu Vì nha. Đây. Bên hôm nay. Mày tả ra mày sang cái tao coi. Mày đi đeo đuôi giống như con gì vậy? Nè, Giảm Thanh với nàng ba nè. Đừng nghe ổng ơi, bông ơi, đừng nghe. Mày tả ra mày thể hiện cho tao coi MC. Ờ, bên đây mày. Một mình mày đi coi. Kiếm xe mày đi sang coi, tao đang quay phim mày đấy. Dạ, nó đừng có nghe. Nghe cái gì mà nghe? Đừng có nghe ổng. Bắt mít ổng đi. Bắn ren mà lại bắn giải con đó. Một lên dưới mình của mình đó, đó không vô dưới được thôi á. Lên dưới đây. Có mình đó mà cái gì đâu mà cái gì tới vậy lui. Hai kia đi tản ra đi. Sợ đó, ông sợ đấy. Không phải là sợ. Ta đá quần rồi. Nhưng mà để cho tụi trẻ người ta thể hiện. Chứ hai chồng mày đi theo làm gì, bám đuôi người ta. Boss không. Thể hiện em làm fan con bốn đây. Lâu rồi mình chưa đủ một tứ này ma vô chơi ta. Ở dưới xe kìa, dưới xe tải kìa. Để coi thằng tứ có chơi không. Vô kiếm biết một máu. Một viên vô đầu à. Chà anh em còn làm sót rồi mà có kim cương. Ai? Em trời ơi vậy giờ ta đủ tứ vô chơi vô chơi tim khác tới luôn quá trời luôn kìa. Yếu một máu mô cô đủ tứ vậy chi rồi. Sau lưng anh kìa. Hay này đấy mày đánh như vậy đó mày sợ gì vậy? Sợ gì đâu, trời trời anh tâm. Cứ bốn nãy giờ cứ sợ.
anh đi nói thằng B, anh đi nói thằng B52 nè, nó đang bán rụt rè để sọt sọt mày. Mày tả tao đi sang B52. Được hay là không, lấy top 1 em ơi. Không phải là chỉ top 1 hay top 2. Quan trọng bán lấy tiền. Lấy cho 3 thằng WG mà cho bán miễn phí rồi mà vô còn bắn đi nấp thôi. Ủa sao kêu nãy kêu cá họ mày vào? Thì cá họ mày vào nhưng mà bây giờ đi săn với ai đi nấp. Đang đi săn hả? Thôi đi nấp. Nãy giờ các anh em khác nấp nào vô anh em? Thôi là trời không tin luôn nội. Thôi không tin bữa nay em sợ mất tiền tới vậy luôn. Bữa nay ông sợ mình tới vậy luôn anh em à. Tao sợ mất tiền. Dạ. Đó là thứ gì mà tiền không à? Không. Ngày xưa giờ mới thấy lần đầu tiên ông sợ mình đó anh em à. Hay đấy, gà chiến này hay. Hôm nay con thấy con gà chiến bên hai bắn hay đấy. Hay đấy. Hay đấy em. Đấy, bắn phải như thế này. Bắn tốt quá trời luôn. Bắn phải tự lập, đi xa ra em ơi, đừng đi gần. Đi gần làm gì? Mà ý thức chán chết luôn. Ai? Không được nghe. Ý thức bo nè, vô bắn cứ toàn đợi nhắc luôn à. Toàn đợi kêu. Tao thấy thằng chồng mày mới tạ đấy. Tao lại ông á. Hay đấy em, hay đấy. Gì đồ hay bình thường mà. Đâu, tự nhiên tao khen B52, tự nhiên ai khen mày đâu, bình thường. Quê đúng không em, quê. Quê má âu luôn. Tao lại mày Bob ơi. À, mày bị dính chiêu khách tướng rồi. Tự nhiên người ta khen B52, tao khen mày ra, tự nhiên kêu bình thường mà. Mày bị dính chiêu khách tướng rồi. Chưa biết ông gấu rồi. Trời, ông gấu sao? Trời, người ta tôi trẻ, người ta bắn cái thể hiện. Hay em, người ta tôi trẻ, người ta bắn cái thể hiện. Còn hai chồng bắn đi trốn chúng chui nhủi. Trời đi trốn. Đang đi sang cho đi trốn nội. Trốn, tôi lại ông đi trốn. Kiếm người nè. Mày bắn nãy giờ kêu đi trốn nội. Đi mặc cái tẻ vô đi em gấu ơi, ngồi nó hoài. Đứa mà kêu là được 200.000 đâu coi. Alo. Ê, vậy cho em 7 kêu đi, em 8 kêu rồi. 8 kêu, anh 7 kêu nè. Thì trời còn trận sâu nữa mà lo gì, trận sâu có kiếm thêm nhân đôi lên mà. Không, trận này mình ra mình lấy tiền. Ồ, mày chơi với chó rồi. Bữa sau ơi, bữa sau với chó chơi với mày, ai chơi với mày. Hả? Bữa sau mày chơi với chó, bữa sau chó chơi với mày, ai chơi mày. Chơi. Đúng không anh em, đúng không? Gấu có mấy cục kim cương, mình cũng keo với em quá vậy. Ừ. Ngoài keo. Đã bảo chơi 2 trận là chơi 2 trận. Sáng làm 1 tỷ. Đã bảo chơi 2 trận là chơi 2 trận. Ừ. Trời ơi, chơi gì mà chính xác rồi. Ủa, hai gái chồng mày đi đâu vậy? Đã sang đây. Đây đi kiếm người. Đây đi kiếm. Quay, kêu. À. Coi, tao bọc quân tính nha mấy gấu. Tính mày cái đầu khỉ gì đó. Mà chắc gì đã đánh một. Trung đoàn Free Fire Never Last. Bác ơi, nào mới ra M1014 nâng cấp vậy bác? Đúng, chỉ số của nó là gì vậy bác? Hai. Em đang hóng quá trời. Hai chiến thương một tao bắn em. Ơi, hai chiến thương một tao bắn hoặc là hai tao bắn một chiến thương. Tao bỏ bắn tính nha. Cái gì vậy ông nội? Lục nào vậy? Lục nào giao cho mày vậy? Người ta chơi hai gián liên tiếp mà có chơi nghỉ gián đâu. Lục nào thì không có hai gián gì. Em sợ nó đá, em đang chạy nó đá chim nó bắn bị đầu. Thì bởi vì em mới kêu em kỹ đi đừng. Tạ đi bên em ơi. Còn ba thằng á. Nè. Ba thằng mua hộ vô. Còn ba thằng á, ba thằng mà mày không dám gì rẻ mà đi chăng á. Chết mày là khỏi quần đòn, nó WG là dự. Mày chẳng mặt, đáng mặt nó WG. Quá nhục. Em đang đi một mình mà. Có giờ mày lên, mày lướt TikTok mày thấy mấy gấu mày đi bắn không ra chim mà béo đi được. Bao giờ béo đi trốn không? Hả? Không lẽ anh gấu sợ em giỏi dữ vậy anh gấu? Không anh, tốn là mình ngồi một chỗ con em là chạy vòng vòng mà. Mày chạy vòng vòng mà chạy về rebo, ai đâu có người. Mày ngồi mà chạy vô giữ bo. Để anh em chạy giữ bo luôn nè, anh em vô bo em cắm cờ cho anh coi luôn nè. Dùng nổ, mày chạy vô dùng nổ đi. Mày chạy vô toàn hành trình nhỏ, toàn đấy. Nếu như mà mình sợ thì thôi. Nếu như mà sợ thì mày thôi. Em mà chị muối. Ở đâu vậy? Quên shot này đi. Quên shot đi em, quên shot đi. Đó giờ mới chạy mấy bên mai quên shot đấy. Hồi xưa giờ mới thấy bơm này hay quan sát không anh? Quan sát đi em, quan sát đi. Chú qua quan sát đi em ơi, quan sát đi em ơi. Sợ chứ biết gấu. Ôi đồ. Làm thêm một thằng nữa, làm thêm một thằng quan sát nữa tôi tin. Quan sát mà sụp kinh mây, ai quan sát mà sụp trường không nổi. Quan sát mà sụp kinh mây. Chị ơi,
Mày tạo ra mình tăng đi, bây giờ mai mày sợ gì mà cứ trốn chui cái đỉnh núi mày không biết vậy. Em đang kiếm nên anh. Bay xuống trên radar đi. Rồi quan sát của Sukun cho anh coi. Ủa mà bên mai anh nói thiệt mày biết bắn Sukun quan sát không? Biết anh. Rồi đúng quan sát đi. Quan sát cho anh coi. 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 Sukun nha, Sukun nha. Là gì vui? Giờ là em cục chứ. Ấm dụ á. Sukun nha, Sukun nha. Thôi để em giết này còn cứu em quan sát được. Thôi được thì quan sát đi, quan sát đi. Được. Em cứ bắn đi. Không được thì cứ bắn bình thường nha. Quan sát thì lát coi tự chiến, quan sát xong coi cũng được. Kệ. Hả? Đừng để chết bo. Thằng bố thằng dưới nó bắn em hoài được. Gì bắn thằng này trước. Qua đây quan sát đi em. Hay. Gọn được rồi, hay. Được chưa bo? Chưa chị. Nó núp keo. Hay. Mày núp keo không à? Bắn đi chị bắn. Quan sát đi em, quan sát đi em. Trời ơi, cái này không nói gì bớt. Gạt. Thằng áo này tao kêu rồi. Lì quá. Trời ơi, quá sống hay ghê không nợ. Bớt không kêu. Bớt. Cái gì? Cục mông kìa. Bớt. Ở đâu? Bớt kìa. Bớt. Hay. Xin cái tủ luôn. Đến nơi bốt không à. Còn mình muối được làm gì? Làm được trò gì? Làm được trò gì? Làm được trò gì hả? Ông giấu rồi, có chi vô vãi. Vô gì vậy? Vô gì vậy? Cho vô gì vậy? Ngâm à. Mem à. Hả? Ok, muối được 100.000. Chơi nữa không? Không chơi thì nghỉ. 100.000 hả? Ba đứa đúng không? Thì muối mình muối được 100.000, còn hả? Còn ba đứa chơi nữa không? Em đâu? Mày á, mày được cái cục cức.